Nhận định Ghana với Uruguay 22 giờ ngày 2 tháng 12 đá bay Suarez. Nhận định bóng đá Ghana với Uruguay bảng H World Cup 2022, thông tin lực lượng đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là một trận đấu thú vị giữa hai đội bóng đầy duyên nợ, nhưng nó có thể không hấp dẫn về mặt tỷ số. Uruguay cần chiến thắng trong khi Ghana chỉ cần hòa và những ngôi sao đen đủ khả năng để đạt mục đích. Nhận định trước trận đấu Ghana và Uruguay. Đứng cuối bảng với chỉ một điểm trong tay, lần đầu tiên kể từ năm 2010, Uruguay mới có trải nghiệm tồi tệ ở World Cup. Ba kỳ trước, họ không những vượt qua vòng bảng mà còn vào tứ kết năm 2018, thậm chí bán kết năm 2010. Bây giờ, để có mặt ở vòng 1/8, Luis Suarez cùng đồng đội bằng mọi giá phải đánh bại Ghana. Nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần. Uruguay chỉ đi tiếp nếu có trong tay 4 điểm, đồng thời hy vọng Hàn Quốc không thắng Bồ Đào Nha. Nếu đại diện châu Á có 3 điểm tại Education City, La Celeste phải ghi được số bàn thắng đủ để vượt hiệu số bàn thắng bại âm 2 so với âm 1. Có một lưu ý ở đây, họ vẫn chưa ghi bàn tại World Cup 2022, cũng có nghĩa không thể chọc thủng lưới đối phương ở 3 trận World Cup gần nhất. Nhiệm vụ của Ghana không nặng nề đến thế, với 3 điểm đã có, những ngôi sao đen cần thắng để vào vòng trong. Nhưng một trận hòa cũng giúp họ cán đích trong trường hợp Hàn Quốc hòa hoặc thua Bồ Đào Nha, một khả năng rất dễ xảy ra. Đương nhiên, Ghana sẽ tránh nặng tìm nhẹ, không nhất thiết phải giành chiến thắng. Mặc dù Uruguay là kẻ đã khiến họ bị loại cay đắng ở tứ kết World Cup 2010, nhưng như Dede Ayew nói, ký ức 2010 thật tồi tệ, nhưng lần này Ghana ra sân không phải để trả thù mà với mục đích vào vòng trong. Phong độ lịch sử đối đầu Ghana với Uruguay. Trận đấu năm 2010 vẫn là một cuộc đối đầu duy nhất giữa Ghana và Uruguay. Hai đội đã qua một điều ngày hôm ấy và công bằng mà nói, đội bóng châu Phi xứng đáng giành chiến thắng trước khi gục ngã ở loạt luân lưu. Phong độ gần đây không ủng hộ Uruguay. Họ chỉ thắng 2 trên 6 trận gần nhất trước các đối thủ rất yếu như Panama và Canada. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi La Celeste đang ở giai đoạn thoái trào. Với những cựu binh như Suarez, Cavani, Godin, Caceres đã nhiều tuổi và sa sút, trong khi các cầu thủ trẻ hoặc thiếu chất lượng hoặc chưa đủ sức dẫn dắt đội bóng như Facundo, Bellistri, Darwin Nunes. Ghana lại đang có phong độ rất tốt, thắng 8 trên 10 trận đã qua. Thông tin lực lượng Ghana và Uruguay. Ghana không có trường hợp nào chấn thương, vì vậy sẽ dẫn ra sân với đội hình tốt. Mohamed Kudus đang chơi bùng nổ, sẽ tiếp tục là một trong ba hậu công, cùng Jordan Ayew và Andre Ayew chơi phía sau. Iñaki Williams, Thomas Barkley và Salis Abdul-Samed trấn giữ khu trung tuyến. Về phía đội Uruguay, Luis Suarez và Edinson Cavani không để lại nhiều dấu ấn tại giải lần này, nên sẽ không ngạc nhiên nếu thấy họ ngồi dự bị. Darwin Núñez sẽ đá cặp với Maxi Gomez và Federico Valverde, Rodrigo Bentancur cùng Jose Jimenez dẫn chiến đấu cho tấm vé đi tiếp của La Celeste. Đội hình dự kiến Ghana và Uruguay. Đội tuyển Ghana 4-2-3-1 với các cầu thủ Atizigi, Lamti, Amati, Salisu, Mensah, Bati, Samet, Kudus, Ayew, Triayew, Williams. Đội tuyển Uruguay 3-5-2 với các cầu thủ Rochet, Jimenez, Godin, Coates, Valera, Valverde, Bentancur, Vecino, Oliveira, Nunes và Gomez. Dự đoán tỷ số Ghana hòa một đều với Uruguay. Chiều nay, chủ nhiệm Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã điều hành phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. Theo đó, nhiều nội dung nóng, các vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm được đại diện các bộ ngành giải đáp ngay trong phiên họp. Ghi nhận của phóng viên VTC1. Mới đây, Chính phủ đã thành lập tổ công tác rà soát khó khăn với các dự án bất động sản. Từ khi thành lập đến nay, kết quả kiểm tra của tổ công tác như thế nào? Khó khăn vướng mắc lớn nhất mà tổ công tác nhận thấy khi đi kiểm tra các dự án bất động sản là gì? Để từ đó tìm ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn ấy. Đây là câu hỏi đầu tiên được phóng viên đặt ra cho lãnh đạo Bộ Xây dựng tại phiên họp báo. Đó là những vấn đề về vướng mắc trong cái liên quan đến pháp luật về đất đai. Ở đây nó liên quan đến vấn đề là giao đất, vấn đề chuyển quyền, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rồi vấn đề đấu giá đất, rồi vấn đề là đấu thầu dự án có sử dụng đất. Đây là những cái nhóm vấn đề mà cũng đều được sau khi rà soát thì cũng đã đều thấy là có những cái một số những cái vướng mắc đối với một số các dự án. Nhóm vấn đề thứ hai là có những cái khó khăn vướng mắc liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư xây dựng.
của các dự án nhà ở, rồi dự án đô thị. Liên quan đến tiến độ của dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, phóng viên đặt câu hỏi cho lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải về việc có hoàn thành việc thông tuyến trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đưa ra nhiều khó khăn, nhưng đại diện Bộ Giao thông Vận tải khẳng định cuối năm nay là thông được 3/4 tuyến theo tiến độ. Phóng viên cũng đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về quan điểm của Bộ đối với vụ Việt Á khi xử lý cán bộ vi phạm. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn của Bộ Công an, cho đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã phong tỏa 1.700 tỷ đồng liên quan đến vụ việc. Cho nên là Bộ Công an cũng đề nghị những người vi phạm, nếu hiện nay chưa thì tiếp tục là trung thực khai báo hoặc là cơ quan có trách nhiệm hoặc là nộp lại các số tiền thì sẽ được xem xét khi mà vụ án tiếp tục mở rộng điều tra. Tại họp báo, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng đã trả lời các câu hỏi liên quan đến vấn đề khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Đó là cái việc mà các doanh nghiệp phát hành đang gặp khó khăn về thanh khoản, về dòng tiền, về tín dụng. Và thị trường bất động sản thì các khó khăn thì các doanh nghiệp của bất động sản phát hành trái phiếu cũng khó khăn. Như khó khăn thì như vừa rồi đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng vừa báo cáo đồng chí. Thì cái khó khăn này nó cũng ảnh hưởng đến cái thị trường và làm cho cái thị trường của chúng ta nhìn nó là một bức tranh mà nó không phải là tươi sáng, mà bức tranh nó gam màu trầm. Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo Bộ Y tế đã thông tin việc tháo gỡ khó khăn cho người lao động y tế sau thời gian dài nhiều cán bộ nghỉ việc. Sau vụ việc ngộ độc thực phẩm tại một trường học ở Nha Trang, lãnh đạo ngành y tế cũng đề nghị ngành giáo dục tăng cường các quy định của Bộ Y tế về an toàn thực phẩm, kiên quyết không được để xảy ra các vụ việc tương tự. Chiều nay, giá xăng đã có lần thứ hai liên tiếp quay đầu giảm với mức giảm khá cao, 1.083 đồng một lít đối với xăng RON 95 và 992 đồng một lít đối với xăng RON 92. Cụ thể, đối với vùng 1, giá xăng RON 95 giảm 1.083 đồng một lít xuống mức 22.704 đồng một lít. Giá xăng RON 92 giảm 992 đồng một lít xuống mức 21.679 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S giảm thêm 1.588 đồng một lít xuống còn 23.213 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.078 đồng một lít xuống mức 23.562 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 382 đồng một kg xuống còn 13.953 đồng một kg. Kỳ điều hành này, cơ quan điều hành quyết định tiếp tục trích lập quỹ bình ổn với xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng một lít, xăng RON 95 ở mức 400 đồng một lít và dầu diesel ở mức 700 đồng một lít.